Ngày 30 tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Vương Trọng, 33 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tùng Dương, 29 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi ở thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là một phụ nữ 50 tuổi ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân đã bị nhóm người giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng. Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 1, nạn nhân nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an yêu cầu bà phải cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Nhóm lừa đảo đã hướng dẫn bà truy cập vào đường link lạ để cập nhật thông tin và bà này đã làm theo. Nhóm lừa đảo tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan đến các tài khoản ngân hàng. Lúc này nạn nhân cảm thấy nghi ngờ nên đã cúp máy. Tuy nhiên ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của nạn nhân bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Biết mình bị lừa đảo, nạn nhân trình báo vụ việc đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã điều tra và xác định các nghi phạm Trọng, Dương, Thắng là nhóm đã sử dụng tiền của nạn nhân để thanh toán mua hàng nên nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, nhóm này khai tháng 10 năm 2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, đã quen biết với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát hoặc nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại cho nạn nhân rồi hack điện thoại di động và chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân cho hàng loạt tài khoản do nhóm này quản lý. Để rửa tiền lừa đảo, nhóm này kết nối với những người ở Việt Nam, sử dụng tiền thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử, rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường. 65% số tiền thu được từ bán hàng hóa sẽ được chuyển ngược lại cho nhóm lừa đảo ở Campuchia. Nhóm của các nghi phạm Trọng, Dương và Thắng tại Việt Nam được hưởng 30%, trừ khấu hao khi bán sản phẩm 5%. Nhóm này khai đã sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.